Hôm nay anh Bô Thời ở Bắc Ninh xuống cùng với câu lạc bộ Hoa Cây Cảnh thị trấn Như Quỳnh. Chào cả nhà nhá. Vâng. Thăm vườn nhà anh Đức. Hôm nay câu lạc bộ đã đi hoan trưa rồi nhưng mà về các nhà vườn anh em để cùng nhau biết thăm vườn cho nó tình cảm. Vâng, biết nhà, biết cửa, biết vườn tược của các anh em. Hôm nay đoàn câu lạc bộ chúng tôi qua nhà anh Tống Minh Đức là hội viên của câu lạc bộ. Nhà anh Đức đây thì sân vườn rộng lắm, mênh mông bao la bát ngát đầy ạ. Đấy trà của anh Đức đây. Trà cỏ rồi. Vâng. Có trà to. Anh Đức thì quá nhiều trà luôn. Chưa về. Anh mua cái này là 100 người 99 người chê này. 99 người chê, 199 người chê luôn nhưng không phải là 99. 99 người chê này, 100 người 99 người chê này. Mỗi mình anh thích ấy. Vừa chê xong. Vừa chê xong ấy. Anh Đức ạ, vừa chê xong. Đây Đông Anh đây, anh Đức mua cây này ở Đông Anh đây. Đấy. Khỏe rồi, anh mua từ hôm tháng 3 này. Không. Đợt tới này là anh sẽ lọc hết tất cả những cái xấu mới là những cái rửa đi để cho năm nó lọc. Anh Đức ơi. Cây là Dương. Sao cây trà này to thế? Kinh nhở. Dã man luôn đấy. Anh mua ở Cao Xanh ấy. Trà này, trà này là trà gì anh Đức? Trà muống. Không nhưng mà màu gì? Màu hồng. Trà hồng à? Gọi là bạch hồng à? Không, gọi là trà muống. Trà muống à? Cây này to thế. Ủa, anh săn được ở đâu giỏi đây? Cao Xanh Quảng Linh đấy. Được nhỉ? Đây chỉ là 2 thôi. Bà Huê này đẹp gái nhỉ? Giới thiệu với quý vị đây là vợ anh Đức. Ngày xưa bà cả anh gặp vậy xấu. Bà hai sinh. Ông cứ này có hậu ấy. Bạch nhị qua nhà. Anh ơi. Em đây. Anh giới thiệu à, Huê ra đây anh giới thiệu. Ê mới đi để cho lên ông kính của mạnh hôm nay. Ok. Con này đi. Bà Huê đâu rồi? Ra anh Duyên gặp đây này. Được không? Ý ông bao tiền à? Được. Ý ông bao tiền. Ý ông bao tiền. Ông thích tôi đến lắm thì ông gọi anh thích. Tuy nhiên là ông gọi cho ông con này nó khoảng còn cái bể này gì anh? Hơn 2 lít rồi. Đây là chắc đòi tôi thêm cái đòi. Đòi 4 đồng. Đòi 4 đồng. Bởi vì tôi hôm nay tôi nói thật, một cái của tôi y xì cái này luôn. À hay giả thế. Bằng dòng luôn. Thế thành ra đáng nhà tôi. Bây giờ ông phải xem là con nào con đực, con nào con cái. Ừ đấy. Mà tốt nhất ông mua về là ông tìm con nào con đực, con nào con cái. Cái này thì mây là thấp hơn cái thế thì con này là con cái. Không, cái này là vì giá con này là thấp hơn 1-2 phần. Còn từ chất đá hay về đúng pha với chất chiên thì cái này của anh Lường, anh Lộc chuông nhỉ. Cái này âm nhỉ? Anh Lường anh âm là kêu như này là không bao bị lứt. Là lành tít luôn. Anh chuông. Cái này có ông tình bạc không để vào chục năm. Mười chục năm. Đây là bát ăn cơm. Bát ăn bát để ăn. Bát ăn thì bát ăn, ăn nhiều quá nó mòn cả bát đây này. Em bốc cái từ nhà ông tình bạc với anh Lộc về chứ. À, cái này anh mua lại của anh Lộc đấy. Cặp này của anh Lộc này. Thì em ý, anh Lộc ra nhà ông tình bạc mua cái này. Ông tình bạc mua cái này là 2010. Bây giờ cũng được 12 năm rồi. Thế nhưng mà cũng ra gạ từ cuối năm ngoái ra nhưng ông không bán. Xong vừa rồi ông Lộc ấy mua. Anh nhảy gạ là anh Lộc. Ba cái này bao nhiêu tiền? Em mua 80 triệu rồi. 80 triệu rồi. Bây giờ 90 triệu bán không? Bán rồi. Không, từ từ để hỏi anh. Anh vừa hôm qua giá 70 bây giờ nó biết đang hỏi, đã sọt tay bắn tay đâu một phần này. Ba cái vẻ này á. Thời gian quay nào. Em bảo là anh Đức mua ba cái 80 triệu đúng không?
cũng giống với trà, ông Đức mua tỷ 2 bán cho anh Thực là 600. Bây giờ ông mua 80 triệu, ông tôi lấy em, ông cứ để tôi 60. Được không? Ông Duyên đã chưa gì, 90 triệu mẹ ông à, ông Đức thò tay ra bắt luôn. Mà anh bảo là bắt tay. Cái bé này là bao nhiêu tiền? Cái ba cái này có giá được cái ở trong có giá không? Đúng rồi. Có. Thế bây giờ bà chị quyết định anh quyết định. Dạ. Bà chị quyết định anh Đức quyết định. Đúng. Em thôi không phải chị. Thôi hỏi cái ba cái này có giá, cái kia giá đây. Đấy, biết. Cái kia này không bán. Thế. Anh chỉ bán ba cái này. Bởi vì bây giờ này nè. Nhưng mà ý anh Thời anh bảo là cái kia anh ra giá như là như nào đi. Bởi vì hai anh em có hai cái giống nhau ý gì. Nghe lại. Bây giờ anh nói thật là cái kia bây giờ anh nói với em ấy thì anh mua cả câu lạc bộ là 260. Đúng không? Lúc kia tặng lại cái chân. Nhưng bây giờ đơn giá anh em nó giả nhiều quá rồi. Bây giờ nói ra thì anh thấy sao? Đấy, đơn giá là anh giả anh em nó nhiều rồi. Để em đưa. 60 bao nhiêu để em. 60. 3 ngày 40. Lại 3 ngày 40 ông Duyên. Cứ quánh luôn bằng tiền tươi trong cả. Ok, cái bể đá của ông Đức này về đựng xe được. Cái của em nó còn to, cái này được mấy con cao hơn. Anh mất có chi xỉ. Cũng đành tiếc. Cái này là mua của anh Cảnh. Cảnh Tiên Ninh Bình này. Cảnh Tiên thì bán cho anh Hưởng. Rồi anh Hưởng đến anh em. Như thế. Chi xỉ cái này. Cái trước bằng cái kia. Cái của anh to hơn đâu một tí. Cái của anh là chiều rộng là 73. 1m33. Và cao 51 thôi. Đấy, ông đang đòi ấy đấy, cái ông đang đòi hơn tỷ đấy. Cái này bé hơn cái quay một tí. Cái mà, hai cái như do này. Và là cái bể này ông Đức ông đang đòi hơn tỷ đấy. Anh Thời ạ. À. Không phải ít đâu. Chất đá. Đang đòi hơn tỏi. Nào. Chứ ơi, cái trước thì mình anh Đức này nhiều cây cổ vết ạ. Rồi nhiều trà thế nhỉ. Còn trà là trà. Anh thử đo đấy, anh thử đo lên xem nào. Tiện của anh Thời đây đo kích thước luôn để cho anh em xem. Rộng nhá. À, 77.5. Vâng, 77.5. Chưa được 78. Suýt soát 78. 1m36. 1m36. Đúng bằng cái thước y chỉ của anh như thấp chắc là ngắn hơn 47 phân. Bề này là đó, bề này là cao tiền đấy, hơn tỷ đấy. Bề này là trước ở ngoài nhà anh Đức béo ấy, anh Đức lúc nãy ấy, anh Đức lấy lại. Anh Đức lấy lại của anh Đức. Đức gầy lấy lại của Đức béo. Anh không bao giờ em. Anh
không nhận được tiếng em mà em phải nói nái thôi. Anh lại nói đùa chứ. Anh còn nói là anh cầm máy nhưng anh chưa xưng tên. Được rồi. Là... Hôm ấy anh bảo là anh cầm máy nhưng mà anh chưa xưng tên là anh luôn. Anh cây thì anh mua 70 triệu nhưng một cành anh bán 82 triệu. Ok được. Được rồi. Được. Riêng một cành anh bán 82 triệu. Được. Được. Bất cả được. Nếu mua một cành thì đắt hơn cả cây. Được. Đúng là 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 mua cây mà mua bẻ mà không lấy cây, cứ đập đá xong cho lấy bẻ cây để đấy. Không, đây hỏi trước rồi, Tùng để từ từ. Trong lý này Tùng ba cái bẻ đá có 4 chiếc. Đúng không? Lộ lại không cần biết. Em hiểu chú lượng. Lượng rồi, sao này Đức có đưa lượng vào đây, lượng trả lời cho anh ấy. Anh chỉ mua được 3 cái 4 chiếc. Anh bán không? Người nói bẻ bây giờ nó chậm rồi. Không bán không? Không. Không bán gì, 400 triệu bán không? Không. Không, 82 triệu bán rồi. Nhảy 82, vừa đồng ý bán được 80 bây giờ nhảy 82, tổng đúng là 80. 90 90 anh chị 90. Lâu không qua vườn, nếu mà tờ dài mà không vài nhảy 4 không đi qua là anh còn đẹp nữa ấy. Nhưng mà bây giờ nó mới chuyển đổi ấy. Cách đây mà hơn một tháng là vài nhảy 4 mất một phần chéo nha anh ạ. Mất đúng cái chỗ này này. Vâng. Anh không dám còn làm gì nữa nhưng mà bây giờ chuyển đổi ở hơn, cách hơn 100 mét thì ăn Tết xong anh lại quay lại tải tiếp. Thế nó lấy đến đấy đường à? Đường vào nhà 4 ý, thì may nhà anh là gần cái chùa này. Nếu mà bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh về là lé cái chùa thì nhà anh thì ăn may là dạt về đằng kia. Chứ trước kia rồi nó chéo rồi, chéo đúng từ ngã ta ra chéo kìa. Thế có nghĩa là cũng may mắn là không may mắn. Không là nó bốc tránh đất chùa. Rồi. Nó bốc đất đúng không? Các ông ấy là các ông sợ. Các ông lé chùa. Vì bây giờ đường đi vào phát qua chùa. Thế các ông mới sợ thì là các ông mới phải né đường. Các ông phải lé tức là nhà mình ăn mày. Chứ các ông không lé là nhà anh mà mất gần một nửa đất ấy. Bốc cả nhà. Cái nhà kia là hết sạch. Mất hết tận cái ghế cơ mà. Không nhưng mà đúng là nhìn căng trang hơn hẳn. Anh đổ đường đổ nước cứ nhìn nó quy hoạch. Không nhìn thì cái trực vào trước các thứ đổ. Đây là cái đó. Đây là tuần anh về.